Xin chào quý vị và các bạn. Ngày mai, ngày đi làm đầu tiên của năm mới 2024, thời tiết trên khu vực Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái nắng và ấm áp trước khi đón không khí lạnh. Với Trung Bộ, nắng nhẹ cũng xuất hiện xua tan mây mù và mưa những ngày trước. Chỉ riêng ở phía Nam, các tỉnh thành Nam Bộ trời nắng mạnh và nắng gắt, có nơi chạm ngưỡng nắng nóng. Ở miền Bắc, đêm nay nền nhiệt tiếp tục tăng nhẹ. Khu vực Đồng Bằng và thủ đô Hà Nội nhiệt tăng lên mức 20 cho tới 22 độ, trời lạnh. Khu vực vùng núi mức nhiệt là từ 16 đến 19 độ, không còn quá rét. Chỉ lưu ý hiện tượng sương mù tiếp tục xuất hiện nhiều nơi, làm cản trở tầm nhìn và khiến không khí duy trì tình trạng ô nhiễm. Sang ngày mai sương tan, miền Bắc sẽ lại có nắng về trưa chiều. Nền nhiệt ngày mai ở Bắc Bộ sẽ tăng lên mức 26 đến 28 độ, cảm giác ấm áp giữa những ngày đông. Với Trung Bộ, ngày mai trưa chiều trên khu vực cũng sẽ chuyển nắng khiến nền nhiệt có xu hướng tăng nhẹ. Mức nhiệt ở cả một dọc các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi trong khoảng từ 26 đến 28 độ, trời mát. Còn ở các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận nắng sớm và cường độ nắng mạnh hơn, nên nhiệt độ cũng nhỉnh hơn và dao động từ 29 đến 32 độ. Ở phía Nam, ngày mai cả hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đều có nắng từ sớm và cường độ nắng gia tăng vào trưa chiều. Mức nhiệt cao nhất ngày ở các tỉnh vùng cao nguyên từ 28 đến 30 độ, còn ở khu vực Nam Bộ là từ 33 đến 35 độ. Quý vị lưu ý, chỉ số UV ở mức cao từ 8 đến 9 nên nắng gắt và nguy hại cho da và mắt nếu tiếp xúc trực tiếp. Trên biển, ở vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển Ninh Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc. Vùng biển phía tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa là những nơi đang duy trì gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2,5 đến 3,5 mét, biển động. Bản tin thời tiết tổng hợp ngày 1 tháng 1 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!